Chúa mẹ chúng con dâng lời cảm tạ Ngài cho buổi sáng ngày hôm nay. Phục truyền luật lễ ký chương 5, chương này dài, chúng ta sẽ đi làm hai phần, hôm nay phần 1. Môi-se nhắc nhở dân Israel về giao ước của họ với Đức Chúa Trời tại núi Sinai. Phần A, các yêu cầu của giao ước của Đức Chúa Trời với Israel, việc thiết lập giao ước, câu 1 đến câu 5. Vậy Môi-se gọi cả Israel và nói rằng, hỡi Israel, hãy nghe những luật lệ và mạng lệnh mà ngày nay ta rao truyền nơi lỗ tai các ngươi phải học tập và cẩn thận làm theo những điều đó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta có lập giao ước cùng chúng ta tại Horeb, chẳng phải cùng tổ phụ chúng ta mà Đức Giê-hô-va đã lập giao ước này đâu, nhưng cùng hết thảy chúng ta hiện ngày nay còn sống đây. Đức Giê-hô-va tại trên núi từ giữa lửa đã đối diện phán cùng các ngươi. Đừng lúc đó ta đứng giữa Đức Giê-hô-va và các ngươi, đặng truyền lại lời của Ngài cho các ngươi, vì các ngươi sợ lửa không lên trên núi. Ngài phán rằng: Hỡi Israel hãy nghe. Israel bị ràng buộc với lời giao ước mà họ đã đồng ý ở trong suất Ê-díp-tô ký chương 24 câu 1 đến câu 8. Nhưng giao ước đã được lập với thế hệ trước và họ đã ngã chết trong đồng vắng. Thế hệ này phải hiểu và chấp nhận giao ước đó nếu họ muốn được hưởng các ân phước của giao ước. Lập giao ước theo nghĩa đen, cái chữ giao ước này có nghĩa là cắt đứt, tiếng Hebrew là berit, đó là một giao ước, cắt đứt một giao ước. Lập một giao ước có nghĩa là cắt đứt một giao ước, cắt một giao ước. Ý tưởng về sự cắt giao ước được liên kết với sự mà hợp đồng giao ước ấy là bởi vì các giao ước luôn được niêm phong với của lễ hy sinh, cắt đôi một của tế lễ hiến tế. Chẳng phải cùng tổ phụ chúng ta mà Đức Giê-hô-va đã lập giao ước này đâu, nhưng cùng hết thảy chúng ta hiện ngày nay còn sống đây. Thực ra, giao ước ban đầu được lập với thế hệ trước và Môi-se không phủ nhận điều này, nhưng ông nhấn mạnh đây là giao ước của họ. Nó là một giao ước của người sống, không phải của người chết. Chúa đã đối diện phán cùng các ngươi. Điều này chứng tỏ rằng thuật ngữ mặt đối mặt không có nghĩa là nhìn trực diện theo nghĩa đen, nhìn đối diện, nhìn thấy mặt theo nghĩa đen, mà là một hình thức nói ở trong tiếng Hebrew ấy, nói nghĩa bóng, đó là một sự giao tiếp thân mật và tự do. Trong phục truyền chương 4 câu 12 nói cụ thể rằng từ trong lửa Đức Giê-hô-va phán cùng các ngươi nghe một tiếng nói nhưng không thấy một hình trạng nào. Tuy nhiên họ đã có một sự giao tiếp rõ ràng trong ánh sáng với Đức Chúa Trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời của sự sáng. Vì vậy hình thức nói chuyện mặt đối mặt, cái cách nói chuyện đó thì được nêu ra ở đây, một sự tương giao gần gũi với Chúa đấy. Mà chúng ta lưu ý, ngày nay có nhiều lời làm chứng hoặc là nhiều người nói rằng hàng ngày lên thiên đàng và được thấy Chúa. Hãy rất cẩn thận về điều này anh chị em nha. Thấy được mặt Chúa. Đây là lý do tại sao suất Ê-díp-tô ký 33:11a thì nói Đức Giê-hô-va đối diện phán cùng Môi-se như một người nói chuyện cùng bạn hữu mình. Và trong suất Ê-díp-tô ký chương 33 câu 20, Ngài lại phán rằng ngươi sẽ chẳng thấy được mặt ta vì không ai thấy mặt ta mà còn sống. Việc sử dụng mặt đối mặt trong suất Ê-díp-tô ký chương 33 câu 11 là lời nói theo hình ảnh, dùng từ ngữ hình ảnh, có nghĩa là Môi-se có giao tiếp tự do và không bị cản trở với Đức Giê-hô-va. Mặt đối mặt dường như là nghĩa là trực tiếp chứ không phải là gián tiếp, tức là trong sự tiếp xúc cá nhân ngay lập tức, ngay lúc đó. Trích dẫn của Thomson: Đương lúc đó ta đứng giữa Đức Giê-hô-va và các ngươi. Israel không thể chịu được sự tương giao trực tiếp đó và không bị cản trở với Chúa, với Đức Giê-hô-va như vậy, nên họ đã nhờ Môi-se nói chuyện với Đức Chúa Trời thay cho họ. Câu 6, điều răn đầu tiên là chớ có thờ các thần khác. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi đã rút các ngươi khỏi xứ Ê-díp-tô, tức là khỏi nhà nô lệ. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trước khi Đức Chúa Trời truyền lệnh cho con người bất cứ điều gì, Ngài đã tuyên bố Ngài là ai và Ngài đã làm gì cho dân Israel. Đấng đã đưa ngươi ra khỏi Ai Cập là nhà nô lệ. Nền tảng là rất rõ ràng, căn bản. Vì Đức Chúa Trời là ai và những gì Ngài đã làm cho dân sự của Ngài, nên Ngài có quyền bảo chúng ta phải làm gì và chúng ta có nghĩa vụ vâng lời Ngài. Câu 7, trước mặt ta các ngươi chớ có các thần khác. Điều răn đầu tiên bắt nguồn một cách hợp lý từ việc hiểu Đức Chúa Trời là ai và Ngài đã làm gì cho chúng ta. Chúng ta cần phải đến trước mặt Đức Chúa Trời và cần biết Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất, là đấng mà chúng ta tôn thờ và phục vụ. Vào thời Israel cổ đại, có rất nhiều sự cám dỗ để tôn thờ các vị thần về vật chất, ba anh, thần thời tiết và thành công tài chính. Thần tình dục đó là Astarte, nữ thần tình dục lãng mạn, sinh sản, hoặc bất kỳ trong vô số thần địa phương tại các nơi. Đừng có thờ một thần nào khác trước mặt ta. Điều này không có nghĩa là được phép có các thần khác miễn là họ xếp hàng đằng sau Chúa. Nó không phải như vậy. Thay vào đó, ý tưởng đó là hoàn toàn không được có các vị thần nào khác ở trong cuộc sống của chúng ta khi mà đi với Chúa. Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời đòi hỏi nhiều hơn là thêm vào trong cuộc sống của chúng ta, chứ không phải là Chúa là thêm một ông thần. Chúng ta không chỉ thêm Chúa Giê-xu vào trong cuộc sống, mà chúng ta phải hiến dâng toàn bộ tất cả đời sống của chúng ta cho Ngài. Không tuân theo điều răn này thì bị coi là thờ hình tượng. Chúng ta phải chạy trốn khỏi sự thờ hình tượng. 1 Cô-rinh-tô chương 10 câu 14. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi, vậy nên hãy tránh khỏi sự thờ là hình tượng. Chữ tránh khỏi ở đây nguyên nghĩa là chữ chạy trốn, bị người ta đuổi, có kẻ đuổi.
Những đời sống được đánh dấu bởi thói quen thờ hình tượng sẽ không được thừa hưởng vương quốc Đức Chúa Trời. 1 Cô-rinh-tô chương 6 câu 9 câu 10. Anh em há chẳng biết là những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình, phàm những kẻ tà dâm thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắt bóp đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Ê-phê-sô chương 5 câu 5. Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Tức là bị những cái xác thịt gian dâm, ô uế, tham lam là thờ hình tượng, định nghĩa là thờ hình tượng. Trong Khải Huyền chương 21 câu 8. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng, đó là sự chết thứ hai. Chương 22 câu 15. Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những kẻ ưa thích cùng sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Thờ hình tượng là một việc làm của xác thịt, Galati chương 5 câu 19-20. Và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cái lấy, bất bình, bè đảng, say sưa cùng mọi điều hung ác. Thờ hình tượng đánh dấu đời sống cũ của chúng ta thay vì đời sống mới, 1 Phi-e-rơ chương 4 câu 3. Ngày trước cũng đã đủ làm theo ý muốn người ngoại đạo rồi, mà ăn ở theo tà tịch, tư dục, say sưa, ăn uống quá độ, chơi bời và thờ hình tượng đáng gớm ghiếc. Và chúng ta không được kết hợp với những người tự xưng là cơ đốc nhân, là những kẻ thờ hình tượng, kết hợp tức là gắn kết. Trong 1 Cô-rinh-tô chương 5 câu 11. Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em mà là gian dâm hoặc tham lam hoặc thờ hình tượng, hoặc chửi rủa hoặc say sưa hoặc chắt bóp, cũng không nên ăn chung với những người thể ấy. Câu 8 đến câu 10, điều răn thứ hai, đừng làm các hình tượng đó và đừng có sấp mình thờ lại trước các vật đó. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống như những vật trên trời cao kia hoặc ở nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ ta. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phà lại con cháu đến 3-4 đời và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Ngươi đừng tạo hình tượng chạm khắc. Điều răn thứ hai không chỉ cấm thờ cái ngẫu tượng liên quan đến các thần giả mạo, mà còn liên quan đến việc là tạo nên hình ảnh của bất kỳ một cái vật nào để mà tôn thờ nó, dùng tay của mình mà làm. Cũng đừng có làm tượng nào giống như những vật trên trời cao kia, hoặc ở nơi đất thấp này, hoặc ở trong nước, ở dưới đất. Và thời đó cũng nhờ cho chúng ta đấy, là sự thờ hình tượng gắn chặt với những hình ảnh, và những hình ảnh được lý tưởng hóa, hoặc thậm chí là những hình ảnh trong tâm trí của con người. Do đó cho nên chúng ta nhìn thấy những hình phim Chúa Giê-xu, những ảnh về Chúa Giê-xu và những ảnh vẽ trên các cái bài hát trên, và chúng ta đưa ảnh vẽ lên trên câu kinh thánh, nó có nguy cơ thờ hình tượng. Nếu đưa một ảnh nào đó và hỏi đây là ai, nói đây là Chúa Giê-xu, thì chúng ta cần phải tự nói với chính mình, đây không phải là Chúa Giê-xu, người trên ảnh đó không phải là Chúa Giê-xu. Đấy, nó vô hình chung ấy thì đã là thờ hình tượng rồi. Nhìn trên cái ảnh ấy, nhìn trên cái ảnh đó là đã là thờ hình tượng. Và cái điều này có cần nhắc nhở không? Đó là cái hình tượng ở trong tâm trí, hình tượng ở trong tâm trí. Và các phim ảnh về Chúa Giê-xu ấy, nó là con dao hai lưỡi, và nhắc đi nhắc lại nhiều cho đến khi mà ghi vào trong tâm trí của mình. Còn người đọc thì sao? Khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh ấy, chúng ta tâm trí chúng ta tự chúng ta hình dung về Chúa Giê-xu. Các môn đệ không có đi thuê một họa sĩ nào vẽ lại hình Chúa Giê-xu để giữ lại cho hậu thế, giữ lại cho về sau này, không bao giờ. Đức Chúa Trời không cho phép chúng ta mô tả Ngài bằng bất kỳ hình ảnh nào như vậy, và cũng không thay thế Ngài bằng một hình ảnh khác. Điều răn thứ hai, không cấm tạo ra một hình ảnh hay là một thứ gì đó cho mục đích nghệ thuật. Chính Đức Chúa Trời đã truyền lệnh cho dân Israel làm hình ảnh của cherubim, Xuất Ê-díp-tô ký chương 25 câu 18. Lại làm hai tượng cherubim bằng vàng rất mỏng để hai đầu nắp thi ân ló ra ngoài, một tượng ở đầu này và một tượng ở đầu kia, chương 26 câu 31. Nữa hay là một bức màn bằng vải gai đậu mịn, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm, có theo những hình cherubim cực xảo. Vậy thì lời Chúa cấm tạo ra các hình ảnh như một sự trợ giúp để thờ cúng, để duy trì sự tôn thờ hình ảnh của mình. Giáo hội Công giáo La Mã đã bỏ toàn bộ điều răn thứ hai này ra khỏi 10 điều răn, và do đó mất hoàn toàn điều răn số 2 trong số 10 điều. Nhưng để giữ số lượng là 10 điều thì họ đã chia cái điều số 10 ra thành 2, điều răn cuối cùng ra thành 2. Trích dẫn của Clark trong răng chương 24 giải thích lý do đằng sau điều răn thứ hai. Đức Chúa Trời là thần, và những ai thờ phượng Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật, tức là lấy tâm linh và lẽ thật mà thờ phượng. Việc sử dụng hình ảnh và những vật chất khác làm trọng tâm hoặc là trợ giúp để thờ phượng thì phủ nhận Đức Chúa Trời là thần. Tôi nhắc lại, nhìn những ảnh, nhìn những tranh vẽ về Chúa Giê-xu, thậm chí là trên thập cây thánh giá có Chúa Giê-xu, gọi là có hình người ở trên đó, thì hỏi đây là ai? Đó là Chúa Giê-xu, đó là thờ hình tượng, chúng ta phải ăn năn. Và cách chúng ta thờ phượng Ngài ấy, đó là bằng tâm linh và bằng lẽ thật. Phaolô nhắc nhở chúng ta về sự hết sức vô ích khi cố gắng biến Đức Chúa Trời thành hình ảnh của chúng ta, thành hình ảnh để chúng ta thờ phượng, rất là vô lý. Trong Roma chương 1 câu 22 đến 23, họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điểu thú côn trùng.
Vì ta ấy là Đức Chúa Trời của ngươi và là Đức Chúa Trời ghi tà. Ghi tà có nghĩa là Đức Chúa Trời ghen tương. Làm sao có thể nói rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời ghen tương? Sự ghen của Đức Chúa Trời là đấng ghi tà. Sự ghi tà của Ngài, sự ghen của Ngài ấy, đó là tình yêu thương đi trong hành động. Tình yêu thương mà không có ghen ấy, thì không phải là tình yêu thương. Nhưng mà tình yêu thương ngày nay ấy, gọi là trong một thế giới, trong thế giới mới mà người ta đang muốn xây dựng để đón chào Antichrist ấy, đó là tình yêu thương không có ghen, giống như yêu thương đổ nhựa ấy. Sự ghen của Đức Chúa Trời và là tình yêu trong hành động. Ngài từ chối chia sẻ trái tim con người với bất kỳ đối thủ nào, không phải vì Ngài ích kỷ và muốn tất cả chúng ta cho chính Ngài, nhưng vì Ngài biết rằng sự trung thành với Ngài phụ thuộc vào đời sống đạo đức của chúng ta. Đức Chúa Trời không ghen với chúng ta, mà là Ngài ghen vì chúng ta. Đặc điểm của sự ghen ấy, đó là điều chúng ta yêu, đó là vật sống, đó là sự sống, đúng không? Còn yêu một cái con búp bê thần tượng ấy, thì không có cần ghen làm gì. Mà ngày nay ấy, có một số nước họ đồng ý hôn nhân cả với búp bê nhé. Thăm hỏi tội ác, gọi là ta sẽ thăm phạt tội ác của những người cha trên thế hệ con cái đến đời thứ 3 và thứ 4 cho những kẻ ghét ta. Điều này không có nghĩa là Đức Chúa Trời trừng phạt chúng ta trực tiếp vì tội lỗi của tổ phụ chúng ta, mà cái điều kiện đó là những ai ghét ta thì Ngài thăm phạt, chứ không phải là tất cả. Nếu con cháu yêu mến Đức Chúa Trời, họ sẽ không phải bị phạm phải cái tội ác của tổ phụ của họ. Điều này nhất thiết ngụ ý là nếu những đứa trẻ đi theo bước của cha của chúng, vì không một người nào có thể bị công lý của Đức Chúa Trời kết án vì một tội ác mà người đó không bao giờ phạm tội. Tuy nhiên trọng tâm ở đây là thờ hình tượng và điều đề cập đến sự phán xét trên quy mô quốc gia rộng lớn. Những quốc gia từ bỏ Chúa sẽ bị phán xét và sự phán xét đó sẽ ảnh hưởng qua nhiều thế hệ. Điều răn thứ 3, ngươi đừng có nhân danh Chúa lấy danh của Chúa mà làm chơi. Câu 11, ngươi chờ lấy danh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va không cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Tức là nói một cách trống không, là chúng ta hay nói trời ơi ấy. Trời ơi đất hỡi đấy. Và tự nhiên trong câu chuyện đó thì Ngài không phải là nhân vật chính. Mình là nhân vật chính, nói chuyện với ai cho nói trời ơi, tức là đưa Ngài làm phụ vào đó. Đó là cái thói quen ấy. Chúng ta có thể vi phạm điều răn thứ 3 qua lời nói phàm tục, dùng danh Chúa để báng bổ và nguyền rủa, đó là thậm chí là nói tục ấy. Sự vô lý phủ phiếm, dùng danh Chúa một cách hời hợt và ngu xuẩn, và đạo đức giả, xưng danh Đức Chúa Trời nhưng hành động theo cách không đẹp lòng Ngài, dùng danh Chúa nhưng mà sống xác thịt. Chúa Giêsu đã truyền đạt ý tưởng về mệnh lệnh này trong lời cầu nguyện của môn đồ khi Ngài dạy chúng ta phải quan tâm đến sự thánh khiết của danh Đức Chúa Trời. Danh Ngài được thánh, xin danh Ngài được thánh. Ma-thi-ơ chương 6 câu 9 ấy. Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như vậy. Chúa Giêsu dạy chúng ta này, lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được thánh. Vì Chúa sẽ không có cầm bằng vô tội những kẻ nào dùng danh Ngài mà làm chơi. Những lời mà chúng ta không để ý nhá, mặc dù chúng ta không cố tình nhá, nhưng mà vì thói quen từ khi mà chúng ta chưa tin Chúa đấy, thói quen đó cần phải bỏ. Sức mạnh của mạng lệnh này đã dẫn đến những truyền thống kỳ lạ trong dân Do Thái. Một số cố gắng thực hiện mạng lệnh này một cách cực độ thì thậm chí từ chối viết ra tên của Chúa nữa. Họ không viết tên Chúa, sợ rằng ấy giấy có thể phá hủy, bị phá hủy và danh của Chúa viết ra đó có thể bị vô ích. Nhưng mà có trong một giáo phái gọi là Essence ở tại Israel ấy, mà tại chỗ Qumran mà ngày nay ấy, khi họ chép kinh thánh lại, họ viết đến danh của Chúa, họ đi tắm 7 lần rồi họ mới viết danh của Chúa. Điều răn thứ 4 là hãy nhớ ngày Sa-bát, câu 12 đến 15. Hãy giữ ngày nghỉ đang làm nên ngày thánh, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn ngươi. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, chớ làm một công việc nào hết, hoặc ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái của ngươi, hoặc bò, lừa, hoặc một trong các súc vật của ngươi, hay là khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, hầu cho tôi trai và tớ gái ngươi cũng được nghỉ như ngươi. Hãy nhớ rằng ngươi đã làm tôi mọi nơi xứ Ai-cập, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi dùng tay quyền năng giơ thẳng ra đem ngươi ra khỏi đó. Bởi ấy cho nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có dặn biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ. Hãy nhớ ngày Sa-bát để biệt riêng ra thánh. Ngày thứ 7 đã được truyền lệnh là phải được tôn trọng như một ngày nghỉ. Phần còn lại này dành cho tất cả dân Israel, cả những người hầu, nô lệ cũng như là khách ngoại bang. Đây là một nguyên tắc quan trọng có thể bị bỏ qua dễ dàng. Tại đây Đức Chúa Trời đã tuyên bố về phần về nhân tính và phẩm giá thiết yếu của người phụ nữ, của nô lệ, người lạ, khách lạ, tất cả mọi tầng lớp ấy, và nói rằng họ được quyền nghỉ ngơi giống như người Israel tự do. Đây chắc chắn là một quan niệm cấp tiến trong thế giới cổ đại. Thực tế, khi Môi-se giải thích luật pháp ở đây trong phục truyền luật lệ ký, ông đặc biệt nhấn mạnh đến sự kiện ngày Sa-bát dành cho những nô lệ ở dân ngoại sinh ra ở trong dân Israel. Trong phục truyền chương 5 câu 15 ấy, nói rằng hãy nhớ rằng ngươi đã từng làm nô lệ ở trong đất Ai Cập, thì không có ở trong xuất Ê-díp-tô ký chương 20. Bởi vì đây là Môi-se giảng lại 10 điều răn mà. Để làm nên ngày thánh, theo truyền thống của người Do Thái, họ cẩn thận định lượng những gì họ có thể và không thể làm, không được phép làm ở trong ngày Sa-bát để giữ nó là thánh. Chẳng hạn như trong Luca chương 6 câu 1 câu 2. Theo suy nghĩ của các nhà lãnh đạo Do Thái, những môn đồ đã phạm tội khi mà họ đi ngang qua đồng lúa mì vào ngày Sa-bát và họ đã bứt bông lúa mì mà ăn, họ phạm 4 tội.
cái bút bông lúa mì ấy, thì họ đã phạm tội là thu hoạch, là gặt này, phạm tội là đập này, rồi đưa lúa vào kho này, rồi sảy lúa đấy, và chế biến thức ăn, bốn cái tội đó là tội cấm ở trong ngày Sa-bát bởi một cái hành động bứt bông lúa mì mà ăn. Đấy là gọi là tinh thần luật pháp. Các rabbi Do Thái cổ đại dạy rằng vào ngày Sa-bát, một người không được mang thứ gì đó bằng tay phải hay là tay trái, đeo trên ngực hoặc là trên vai, nhưng người đó có thể xách thứ gì đó bằng mu bàn tay, bằng bàn chân, bằng khuỷu tay, hoặc là trên tai, trên tóc, gấu áo, hoặc trong giày, hoặc là trong dép sang đan. Hoặc vào ngày Sa-bát thì cấm thắt nút, ngoại trừ những người phụ nữ có thể thắt một nút áo ở trên cái áo trong của họ. Vì vậy, nếu một xô nước phải được nâng lên từ giếng, kéo lên từ giếng ấy, thì người Israel không được phép buộc dây đó vào xô. Nhưng một người phụ nữ có thể buộc dây nịt của mình vào xô, dây thắt lưng, dây lưng của mình vào xô và kéo nó lên khỏi giếng. Nhưng người Do Thái giữ kỹ luật pháp ngày nay ấy, thì họ không có được bật đèn, bật bếp hoặc là lạ bật công tắc nào vào ngày Sa-bát. Họ cấm lấy xe bởi vì ấy, một khoảng cách nhất định hoặc là bởi vì một khoảng cách nhất định hoặc là khi mà cái buji xe khi mà nổ máy thì là buji nó bật lửa lên thì cũng không được phép, đó là đã thổi lửa rồi. Hoặc là gọi điện thoại cũng không được. Tất cả đều được quy định bởi cẩn thận bởi các truyền thống và tìm cách triển khai nó ra những cái điều luật đó. Vì trong 6 ngày Chúa đã dựng nên trời và đất và Đức Chúa Trời đã thiết lập khuôn mẫu cho ngày Sa-bát vào thời kỳ tạo dựng. Khi Ngài nghỉ ngơi trong công việc của Ngài vào ngày thứ 7, Đức Chúa Trời đã biến ngày thứ 7 trở thành ngày nghỉ ngơi khỏi mọi công việc và muốn cho chúng ta cũng nghỉ khỏi mọi công việc của chúng ta. Sáng thế ghi chương 2 câu 3. Rồi Ngài ban phước cho ngày thứ 7 đặt là ngày thánh, vì trong ngày đó Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi. Và tinh thần của Chúa đó là Ngài làm việc gì đó là làm xong chứ không có dở dang. Bởi vì trong tinh thần đó, sứ đồ Phao-lô mới nói rằng đấng làm việc lành thì sẽ làm cho trọn. Chúng ta nên nói cái này, nên nhớ nói câu này để cho tâm hồn chúng ta chứ không phải là bảo Chúa làm trọn nhé. Ngài có quyền. Chúng ta nên nhớ nhiều lời công bố ở phần lớn đó là không phải là nói cho Chúa mà là nói cho tâm hồn chúng ta. Thì nhiều lời công bố, có những lời công bố mà chúng ta không có công bố đúng thì chúng ta lưu ý. Chúa Giêsu bảo nói với hòn núi và nói với tâm hồn của chúng ta để cho nó tin. Và Chúa đẹp lòng ấy khi lời của Ngài được vang ra. Nhưng mục đích quan trọng của ngày Sa-bát ấy là để phục vụ như một bóng của sự yên nghỉ. Chúng ta được yên nghỉ ở trong Chúa Giêsu. Matthew chương 12 câu 1 đến câu 8. Lúc đó nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Giêsu đi ngang qua giữa đồng lúa mì, các môn đồ đói bứt bông lúa mì mà ăn. Người Pha-ri-si thấy vậy bèn nói cùng Ngài rằng: "Kìa môn đồ thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát." Sau Ngài đáp rằng: "Chuyện vua David đã làm trong khi vua với kẻ đi theo bị đói, các ngươi há chưa đọc đến sao?" Tức là vua vào đền thờ Đức Chúa Trời ăn bánh bày ra là bánh mà vua và kẻ đi theo không có phép ăn, chỉ để riêng cho các thầy tế lễ, hay là các ngươi không đọc trong sách luật đến ngày Sa-bát? Các thầy tế lễ trong đền thờ phạm luật ngày đó mà không phải tội sao? Và lại, ta phán cùng các ngươi, tại chỗ này có một đấng tôn trọng hơn đền thờ, phải chi các ngươi hiểu nghĩa câu này: "Ta muốn lòng nhân từ không muốn của tế lễ"? Thì các ngươi không trách những người vô tội, vì con người viết hoa ấy, vì con Đức Chúa Trời ấy, là Chúa Giêsu Christ ấy, là Chúa của ngày Sa-bát. Một số người cho rằng các cơ đốc nhân phải buộc giữ ngày Sa-bát, mà chúng ta nên nhớ ngày Sa-bát đó là ngày Chúa đang ở trong mộ nhé. Chúa đang bị chôn trong mộ, Ngài sống lại vào ngày thứ nhất. Nhưng Tân Ước ấy nói rõ rằng cơ đốc nhân không có nghĩa vụ phải tuân theo ngày Sa-bát. Côlôse chương 2 câu 16 17. Vì vậy, chớ có ai xét đoán anh em về của ăn uống hoặc ngày lễ hoặc ngày mặt trăng mới hoặc ngày Sa-bát, ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ. Galati chương 4 câu 9. Nhưng hiện nay anh em có biết Đức Chúa Trời, anh em biết Đức Chúa Trời lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa, sao lại còn trở hướng về lề thói hèn yếu nghèo nàn đó mà suy phục nữa? Câu 10. Anh em hãy còn giữ ngày mùa tháng năm ư? Câu 11. Tôi lo cho anh em, tôi đã làm việc luống công giữa anh em. Bởi vì Chúa Giêsu đã hoàn thành mục đích và kế hoạch của ngày Sa-bát cho chúng ta và trong chúng ta. Hebrew chương 4 câu 9 11. Vậy thì còn lại một ngày yên nghỉ cho dân của Đức Chúa Trời. Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghỉ công việc mình cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy. Vậy chúng ta phải gắng sức vào sự yên nghỉ đó, hầu cho không có một người nào trong chúng ta theo gương kẻ chẳng tin kia mà vấp ngã. Galati chương 4 câu 10. Cho chúng ta biết rằng cơ đốc nhân không còn bị ràng buộc phải tuân theo ngày, mùa, tháng và năm nữa. Anh em hãy còn giữ ngày, tháng, mùa và năm ư? Phần còn lại, chúng ta với tư cách là cơ đốc nhân phải trải nghiệm hàng ngày, cần nên được trải nghiệm hàng ngày sự yên nghỉ đó. Không chỉ là một ngày ở trong tuần, mà phần còn lại đó là sự nhận biết rằng chúng ta không phải làm việc để mà tự cứu mình, nhưng sự cứu rỗi của chúng ta được hoàn thành ở trong Chúa Giêsu. Hebrew chương 4 câu 9 đến câu 10. Vậy thì còn lại một ngày yên nghỉ cho dân của Đức Chúa Trời. Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghỉ công việc mình cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy. Và Chúa Giêsu có lời mời gọi. Đây chính là cái tinh thần ấy mà khi Chúa Giêsu nói lời mời gọi ở trong Ma-thi-ơ chương 1 câu 28 và 29 ấy. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu, gánh ta nhẹ nhàng.
Ở đây một điều nữa là chúng ta có yên nghỉ thì chúng ta mới học được. Có nghĩa là cái ngày yên nghỉ, ngày Sa-bát ấy, đó là ngày học ở nơi Chúa, ở nơi Chúa. Cần phải phân biệt nhé. Tại vì Chúa bảo là khi đi ra giữa thế gian ấy để làm chứng hãy khôn như rắn. Không học làm sao khôn như rắn được. Chúng ta nhớ đến câu chuyện trong Dân Số, tôi nhớ là chương 11, Hô-báp ấy. Môi-se nói Hô-báp này anh là con mắt cho chúng tôi, không phải thờ thần tượng nhé. Tôi nhắc để cho chúng ta phân biệt nó ra. Càng phân biệt tốt bao nhiêu ấy, càng đỡ giả hình. Có đúng không ạ? Càng đỡ giả hình mà chạy trốn khỏi sự thờ thần tượng. Ngày Sa-bát được truyền lệnh ở đây ấy, Chúa cho dân Israel thấy ấy, đó là hình bóng của những điều sắp xảy ra. Nhưng mà còn hình thật, thực chất thật, bản chất của nó ở trong Đấng Christ. Colossae chương 2 câu 16-17 là vì vậy chớ có ai xét đoán anh em về của ăn, uống hoặc ngày lễ hoặc ngày mặt trăng mới hoặc ngày Sa-bát, ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ. Chúng ta có sự an nghỉ trong Chúa Giê-xu để sống mỗi ngày, để được học ở nơi Ngài mỗi ngày. Đó là học ở nơi tấm lòng khôn ngoan. Do đó, kể từ khi hình bóng của ngày Sa-bát được ứng nghiệm vào trong Chúa Giê-xu là hình thật, thì chúng ta có thể tự do giữ bất kỳ ngày nào, làm ngày Sa-bát giống như là dân Israel họ làm trong thời cổ đại vậy. Và ngày nay họ vẫn giữ cái ngày thứ bảy đó. Đó là ngày mà Chúa Giê-xu vẫn còn nằm trong mộ. Chúa của Chúa chúng ta sống lại vào ngày đầu của tuần lễ. Tuy nhiên, dù không bị ràng buộc bởi nghĩa vụ pháp lý của ngày Sa-bát, chúng ta không dám bỏ qua tầm quan trọng của ngày nghỉ ngơi được Đức Chúa Trời đã tạo dựng để chúng ta cần một ngày nghỉ. Giống như một chiếc xe lái không phải chạy thường xuyên, chạy liên tục mà cần được bảo dưỡng, thì chúng ta cần nghỉ ngơi thường xuyên, nếu không chúng ta sẽ chạy không tốt. Một số người giống như những chiếc xe có cây số cao ấy, và không được bảo dưỡng tốt, nhìn người đó là thấy sơ xác phờ phạc, tơi tả, hối hả, mệt lả. Một số cơ đốc nhân ấy cũng giáo điều về việc coi ngày thứ bảy là ngày Sa-bát thay vì là ngày chủ nhật. Nhưng bởi vì chúng ta được tự do coi tất cả các ngày như Chúa đã ban cho, nên điều đó không có gì là khác biệt. Nhưng ở một khía cạnh nào đó thì ngày chủ nhật là thích hợp hơn cả. Bởi vì đây là ngày kỷ niệm Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết trong sách Mác chương 16 câu 9. Và Đức Chúa Giê-xu đã sống lại vào buổi sớm mai ngày thứ nhất trong tuần lễ. Trước hết đã hiện ra cho Mary Magdalene là người mà Ngài đã trừ khỏi bảy quỷ dữ. Và lần đầu tiên Ngài gặp gỡ các môn đồ của Ngài trong Giăng chương 20 câu 19. Buổi chiều nội ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại vì sợ người dân Giu-đa. Đức Chúa Giê-xu đến đứng giữa, chính giữa các môn đồ và phán rằng bình an cho các người. Và là ngày mà các cơ đốc nhân tụ họp để thông công, trong công vụ chương 20 câu 7. Ngày thứ nhất trong tuần lễ chúng ta đang nhóm lại để bẻ bánh, ăn tiệc thánh ấy. Phao-lô phải đi ngày mai, nên người nói chuyện với các môn đồ và cứ giảng luôn cho đến nửa đêm. Và trong 1 Cô-rinh-tô chương 16 câu 2, cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi người trong anh em khá tùy sức mình chắt lót, tức là ngày nhóm lại trong tuần lễ, ngày đầu tuần đấy. Thì chắt lót được bao nhiêu, tức là ngày dâng hiến này. Anh em dâng hiến được bao nhiêu, hãy giữ lại để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. Giống như ngày nay chúng ta nhóm online đấy, thì chúng ta phải để cái sự dâng hiến tại nhà, mà sau đó thì đưa lại cho trong hội thánh. Theo luật pháp thì con người làm việc hướng tới sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời, nhưng sau khi Chúa Giê-xu hoàn thành công việc trên thập tự giá, người tin Chúa đi vào sự nghỉ ngơi và sau khi nghỉ ngơi thì đi ra ngoài làm việc. Nhưng chúng ta cũng được hạ lệnh rằng đó là phải làm việc trong 6 ngày, bởi vì ai làm biếng thời gian của mình trong 6 ngày cũng đáng trách trước mặt Đức Chúa Trời như người làm việc vào trong ngày thứ 7 vậy. Truy dẫn của Clark, nhiều cơ đốc nhân nên dành nhiều thời gian yên nghỉ của mình cho công việc Chúa hơn. Mỗi cơ đốc nhân chúng ta nên có một nguyện ý rằng đó là phụng sự Đức Chúa Trời, truyền bá vương quốc của Chúa Giê-xu Christ trong mọi lúc và trong mọi nơi. Cảm ơn Chúa, đây là cái bài học trong phần đầu. Ngày mai chúng ta đi tiếp. Đây là Môi-se giảng về các điều răn và giảng lại cho thế hệ thứ hai. Chúng ta cầu nguyện, chúng con cảm ơn Ngài cho điều răn của Ngài. Lời của Chúa là ngọn đèn, luật pháp là ánh sáng và điều răn của Ngài là con đường sự sống. Chúa, chúng con xin Ngài ban ơn và cho chúng con được học biết hàng ngày được tốt hơn sự an nghỉ ở nơi Chúa Giê-xu.